sao cứ dài dòng. Mẹ nói là em tới tuổi lấy chồng, anh không mau hôn thì đừng trách con đò sang sông. Tán tỉnh tôi. Anh tán em á? Ăn thế nào? Em bị ảo à? Tháng 7 năm 1956, hơn 70% nhân dân thuốc đắng vào người anh lắc, đưa tay em đây anh dắt.